Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ solo squat ở map thường nha. Và mình sẽ nhảy ở khu Pecado. Chết nhầm, nhưng nhầm bên map sa mạc rồi. Đây là Pochinki, nơi giữa map và có thể gọi là số lượng dân cư ở đây rất là đông. Thế thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Cắm đầu luôn cài nhẹ nào. Ủa, chứ không thấy ai nhỉ? Chắc là rớt xuống mới thấy. Ơ kìa, không có ai. Vô lý. Cái đậu xanh. Ở cái khu như này mà không có một bóng người nhảy xuống ạ. Đùa. Thế này đầu trận chả được bắn nhau rồi. Chán thế. Còn một mình lút hết một khu. Giết người. Trận này hơi vô duyên nhỉ. Chạy quanh map chả thấy thằng nào. Đi lút thính cũng không thấy thằng nào luôn. Có xe đi nhập thính này. Úi dồi ôi, xe nó chạy rồi. Đuổi theo. Đâu rồi? À, sao mà thoát được ba. Úi dồi ôi, vào đây. Thôi xong rồi, nó dắt vào chỗ tìm nó rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi, bình tĩnh bình tĩnh. Làm gì mà căng vậy? Người ta chạy theo cũng làm gì đâu. Mấy ông này vô duyên vãi. Vâng, chạy theo cũng bị bắn sờ mờ lờ. Lên bà ở tầng 2 nấp cho an toàn. Ngồi dưới sợ quá anh em ạ. Trận này mình lút sơ sơ mình bỏ đi nên thực sự là không có máu để mà chơi. Ok, nó đang rà soát quanh nhà để kiếm mình. Gắt nhà. Một bé. Double kill. Nó chạy lên nhà này. Lầy thì chạy lên nhà này. Ui dồi ôi. Hai ba thằng cắm mặt vào bắn thằng bot. Cạn lời. Ôi cái gì này? Ok, hình như bên này mình thấy còn người này. Nãy mình thấy ở xa xa có thằng chạy ngang. Đây rồi. Ok. Định mệnh thằng kia ló mỗi cái đầu. Ghê vậy. Ló nữa đi xem nào. Mình sẽ chạy lên trên nhà để cho có góc bắn nhá. Lúc mà giao tranh với những người gần ý, thì các bạn không cần phải chú ý những người xa làm gì. Có rất nhiều bạn tự dưng bảo mình đang giao chiến những team gần như này. Mà các bạn nhìn thấy người ở xa ấy, tức là mình không để ý. Thì các bạn lại bảo mình gà các kiểu. Cái định mệnh ở gần thì phải lo những thằng gần trước, còn thằng xa thì kệ bà đâu lo sau. Người ta hay gọi là đứng núi này trông núi nọ ấy. Và cái này nó hơi sai sai một tí. Nên khi mà các bạn đang bắn với team gần ý, thì nên chú ý với cái team gần mình hơn, thay vì những thằng ở xa. Vì các bạn chú ý những thằng ở xa thì những thằng ở gần nó sẽ giết bạn. Úi dồi ôi. Bố mày sợ mày chắc.
Úi trời ơi. Nhảy đâu. Trời, quả bom chất phết. Tí không giết được nhưng chắc cũng gần chết rồi. Ok, cố làm cái gì nữa? Yếu rồi. Ui dồi ôi, lắm đồ thế này. Thằng này giàu phết đấy. Không biết là lút chỗ nào chạy qua đây. Bạn bị lạc đường à? Ok, chỉ cần thằng này thôi là đủ giàu rồi. Chúng ta sẽ đá nhẹ qua mấy cái xác ở đây. Và điều đầu tiên thì phải uống full nước để chúng ta có thể đá được mấy cái xác. Ok, full đồ rồi. Ui dồi ôi, mũ ba nguyên. Thơm quá. Ok, tầm này là giàu rồi. Té thôi. Mình sẽ lấy xe để di chuyển vào bo. Tại vì có xe thì nó sẽ cơ động hơn một tí. Khi mà các bạn chạy bộ thì nó rất là mệt và mất thời gian. Có thể trên đường di chuyển còn gặp bọn khác nữa thì rất là mệt. Nói chung chơi squad thì xe là một cái điều gì đó, một cái yếu tố không thể thiếu. Này thì thích gác bắn súng này. Ok. Thích thì chiều. Ui dồi ôi, đông vậy. Ui cái định mệnh. Căng nha. Người ta mới ló ra một tí thôi, bắn sấp mặt rồi. Ui dồi ôi, run quá anh em ạ. Đông quá không biết bắn đằng nào. Ơ kìa, quả đấy cũng không nốc. Vô lý vậy trời. Ui một. Trời ơi, bỏ lỡ cơ hội rồi. Một viên nữa là có thể nốc rồi. Phí quá. Một viên rồi. Cẩn thận cái đầu. Ô kìa. Vô lý. Thế em không knock thì. Rồi có một thằng boss đi ở trên. Đồng đội đâu rồi? Này thì đủ với ca này. Thích không? Thích thì cứ giơ mặt ra mà bắn. À, chạy rồi, cứu được rồi. Boss này, ui dồi ôi. Có một viên à. Vào nhà vệ sinh nấp cho nó chắc. Khu này chắc chắn đông anh em ạ, ở giữa bo mà. Ngay giữa cánh đồng có một nhà vệ sinh. Mình chắc chắn lát nữa cái nhà vệ sinh là tâm điểm của sự chú ý thế này. Tại vì cái gì mà nó lồi một cục lên giữa một cánh đồng bằng phẳng thì chắc chắn là cái điều gì đấy rất là khả nghi.
Ui dồi ôi, đông thế. Một viên nữa. Một viên nữa. Ơ kìa. Này thì không trúng nữa đi. Ui. Vãi nồi. Bắn thế mới hết shot kìa. Ui. Ảo thế. Ui không giết được luôn đằng kia rồi. Bò khép. Ui tự nhiên còn cố lút đồ kìa. Ui knock rồi. Thằng nào bắn knock nó ấy. Khổ thân. Ý ăn luôn. Thank you so much. Còn hai thằng nữa này. Nắm xuống đi cưng. Đúng rồi, đúng rồi. Hay lắm. Ngu người. Ờ, còn thằng bạn nó nữa. Chân này. Ý. Hai thằng nó nấp vào gốc cây rồi. Phải cố ăn nốt thằng này chứ không phí lắm anh em ạ. Thình điền. Ui dồi ôi headshot. Bắn bừa thôi mà. Làm gì mà căng vậy. Cái đậu xanh vẫn chưa hiện kill anh em ạ. Có lẽ nào bị ca hết không ta. Bò khép rồi. Bây giờ cái chiến thuật nằm đồng nó khó chơi lắm anh em ạ. Thực sự không thể chích ra. Cứ nấp nhà vệ sinh thôi. Đầu trận đến cuối trận tâm bo là nhà vệ sinh. Vãi nồi thật. Đéo tin được. Bò tiếp theo đi. Đúng rồi. Ui dồi ôi. Lại tâm bo. Cạn lời. Vâng mình bật hack bo rồi anh em ạ. Nó cứ bo vào đây thôi. Thôi xong rồi. Cái thằng kia chắc chắn là bị KS rồi. Ây da. Tiếc là khốn nạn. Người ta bắn lòi con mắt ra để cho các bạn KS hả. Một phút nữa. Mình đợi các bạn trong bo đây nè. Rồi. Bọn kia bắt đầu chơi cái trò thú tính là ném bom rồi. Hay lắm. Biến quân Kiev là đây. Đây là nhà vệ sinh trong bo thì cứ ngồi đây thôi. Sợ nhất là một quả bom được tương vào. Nhà ní. Đi luôn. Bây giờ mà bom rồi được tương vào đây thì chỉ có nát con mẹ nó xác thôi anh em ạ. Đéo con xác để mà về luôn. Về top ấy. Chứ đéo có nhà để mà về đâu anh em ạ. Cái game này thì không có nhà đâu.
Nhà cửa chỉ là phù du. Bò đi các bạn ơi. Ui dồi ôi, bây giờ cỏ nó cao thế này thì làm sao nhìn ra được chúng nó nhỉ? Trườn bò à cưng. Sai rồi. Ơ kìa, thằng bạn nó không chết. Nani? Bom ném chuẩn như thế mà thằng bạn nó không chết. Vãi cả game. Bây giờ thằng bạn nó nấp vào rồi thì chịu thôi. Chả thấy cái bóng dáng ở đâu để mà bắn. Định mệnh ước gì cái khẩu súng có thể giơ lên trên đầu và lòi ra khỏi cửa sổ có thể bắn được. Ui run quá. Bây giờ không, bây giờ tâm điểm chú ý là cái thằng này rồi. Mình sẽ cho thằng này một quả bom. Run quá anh em ạ. Ném khói làm éo gì vậy? Mình nói là công nhà vệ sinh nha. Hơi bị gắt đấy. Ủa? Ủa bắn chết thằng bên này à? Ui dồi ôi, thôi không được rồi. Nó nằm xuống chả thấy đâu luôn ý. Làm gì đi cưng? Làm ninja à? Tiếc quá, cái thằng góc bên tay trái mình không để ý. Mải mê chú ý cái thằng ném khói với lại thằng này. Bây giờ thì top 1 easy rồi. Easy rồi. Ok. Đơn giản quá. Cái nhà vệ sinh nó đẹp vãi nồi thật.